Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chủ bạo hành trẻ em bị ăn chày đập đá. Những ngày gần đây, dư luận trong nước phẫn nộ trước sự việc chủ quán bánh xèo ở tỉnh Bắc Ninh đánh đập, bạo hành, dã man nhân viên trong một thời gian dài, trong đó có cả những cậu bé mới 14 tuổi. Truyền thông trong nước đưa tin tối ngày 21 tháng 11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một cháu bé tại khu vực chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường, trên người có nhiều vết mang dấu hiệu của việc bạo hành. Đây là hình ảnh bé Trương Quang Duy đang được điều trị tại cơ sở y tế tại Bắc Ninh. Thiếu niên này trình bày tên là Trương Quang Duy, 14 tuổi, ngụ tại thôn Thuận Hòa, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi được động viên, chăm sóc, cháu Duy khai do bị vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ngô Thanh Vũ, chủ quán bánh xèo miền Trung tại ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thường xuyên đánh đập. Vào ngày 21 tháng 11, bà chủ đã nghi Duy trộm cắp tiền, đánh đập em dã man đến nỗi em không chịu được nữa. Đến chiều, khi bà chủ đi vắng, em trốn ra ngoài và được người lạ giúp đưa bệnh viện và báo cho cơ quan chức năng biết. Vào ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Duy còn kể lại rằng bà chủ không chỉ đánh một mình con, một anh khác cũng thường xuyên bị đánh. Trước đấy còn có một anh bị đánh đau quá, làm việc không được trả tiền nên anh đã bỏ trốn đi. Người nhân viên bị bạo hành mà Duy kể trên là Võ Văn Đức, 21 tuổi, cùng quê ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Tại cơ quan công an, Tuyết khai đã bắt hai nhân viên trên làm việc không công từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau nhưng không được cho ăn uống, giao tiếp với người ngoài. Đây là hình ảnh quán bánh xèo miền Trung tại ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nơi xảy ra vụ việc. Mỗi khi cho rằng hai nhân viên này lười, ở bẩn hay ăn vụng, Tuyết lôi hai nhân viên ra sau nhà rồi đánh đập bằng nhiều vật dụng như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao chảy dã tiêu, xẻng xúc bánh, vân vân. Theo lời Duy, vào tháng 9 năm 2020, em bắt đầu công việc tại quán. Hàng ngày em phải dậy từ sớm, bắt đầu dọn dẹp, rửa bát và làm các công việc khác. Đến tận 4 giờ sáng hôm sau, em mới được đi nghỉ. Mỗi ngày, Duy kể chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng ngắn ngủi. Duy cho biết, mỗi lần bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô chủ quán véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vẩy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ. Em cũng cho hay chồng chủ quán có đánh mình nhưng thường đánh bằng tay, chân, không dùng hung khí. Để tránh bị phát hiện, em thường bị họ lôi ra phía sau quán để hành hung. Cứ như vậy một tháng liên tiếp, cậu bé 15 tuổi bị đánh, bị chịu trận. Có ngày em bị đánh từ sáng đến tối. Từ đó em cũng không được ăn cơm như mọi khi, mà chỉ hôm nào có bánh xèo khách ăn thừa em mới được ăn, nằm trên nền đất. Cách đây một tuần, trước sự việc bị phát giác, Duy bị nữ chủ quán dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng nguyên đập thẳng vào cánh tay đến phòng rộp, chảy máu. Được biết Duy học hết lớp 8 thì nghỉ học, mẹ mất, cha 50 tuổi, sức khỏe yếu, nên anh trai đã đưa em từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh làm thuê cho quán bánh xèo của Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Câu chuyện của Duy một lần nữa cho thấy vấn nạn bạo hành trẻ em tại Việt Nam đã lên đến mức báo động. Đây là hình ảnh người dân đã chia sẻ thông tin với phóng viên sau khi nghe tin chủ quán đánh đập nhân viên dã man. Đặc biệt là khi nhiều người vẫn một cách gián tiếp chấp nhận bạo lực. Việc bé Duy và những nhân viên khác tại quán bánh xèo miền Trung bị chủ quán Nguyễn Thị Ánh Tuyết bạo hành không phải là không ai biết. Bé Duy kể lại với báo chí rằng bà Tuyết thường lôi Duy vào phòng kín để đánh nên các nhân viên khác không biết, mà dù có chứng kiến nhưng trước thái độ hung dữ của chủ quán vì miếng cơm bánh áo họ chẳng dám can ngăn. Một khách hàng của quán bánh xèo miền Trung đã bình luận trên trang Facebook như sau: em biết bạn này, lần nào vào quán cũng thấy bị quát chửi. Sau khi quán bánh xèo đóng cửa vì bà chủ quán bị tình nghi bạo hành nhân viên, những người hàng xóm kể lại là họ cũng thường xuyên chứng kiến chủ quán chửi mắng nhân viên. Một phụ nữ cho biết, làm ở quán bánh xèo này không ai trụ nổi một tháng. Rất nhiều người đến thử việc rồi nhưng chỉ được vài ngày là lại rời đi. Người phụ nữ này nói như sau: nhiều lần tôi thấy nhân viên bị đánh trên mặt dính đầy máu, có lần nửa đêm
còn bắt xe ôm bỏ đi. Thế nhưng được ít ngày hôm sau lại thấy nhân viên về làm việc bình thường. Cả chủ và nhân viên đều là người Quảng Ngãi, tôi nghĩ chắc là họ có họ hàng thân thích gì với nhau và làm được với nhau lâu dài đến thế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Giáo học Việt Nam, đây là những ví dụ cho thấy nhiều người vẫn một cách gián tiếp chấp nhận bạo lực. Đây là hình ảnh Công an huyện Yên Phong cùng đại diện Viện Kiểm sát cùng lấy lời khai của Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên. Ông phân tích, nếu bạo lực gây thương tích nặng thì pháp luật nghiêm minh và có tính răn đe. Tuy nhiên, với bạo lực ở mức thấp hơn thì có vẻ như nó chưa đủ sức răn đe. Nhưng tôi nghĩ bạo lực nó có nguồn gốc ở truyền thống xa xưa, nên giải pháp không phải là trừng phạt mà là giải pháp là nâng cao nhận thức của người dân, làm sao cho cả xã hội lên án bạo lực dù cho nó nhỏ. Chúng ta chưa có chuẩn mực như vậy, phải xây dựng cho ra bằng được chuẩn mực xã hội mà không chấp nhận bạo lực dưới bất cứ hình thức nào, mức độ nào. Chưa nói đến việc người xung quanh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lợi bày tỏ quan ngại trước thái độ của các nhân viên chấp nhận sự hành hung này. Ông giải thích tiếp như sau. Bản thân các cháu không nhận thức rõ mình có quyền lợi gì. Cái hiểu biết về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mỗi cá nhân cũng có vấn đề. Rõ ràng nó đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho việc giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên. Tôi nghĩ trước mắt, nâng cao nhận thức của người dân mới là biện pháp quan trọng nhất. Đưa nó vào giáo dục phổ thông ngay từ lớp 1 mẫu giáo, dạy cho trẻ làm người là không dùng bạo lực thì chúng ta sẽ thấy giảm dần được. Tất nhiên, vấn đề giảm bạo lực nó đi kèm với nhiều vấn đề an ninh xã hội khác. Chúng ta cũng phải có tiến bộ trong việc đảm bảo cuộc sống cho người dân, công ăn việc làm cho thanh thiếu niên. Nhưng biện pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức thông qua giáo dục từ nhỏ. Hiện nay, bé Duy đã điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong về các vết thương bên ngoài. Nhưng về mặt tâm lý, hậu quả của việc bị bạo hành còn đáng lo ngại hơn nhiều khi nó ảnh hưởng đến quá trình phát triển của em sau này. Đây là hình ảnh căn nhà đơn sơ của cha con cháu Duy tại Quảng Ngãi. Bác sĩ tâm lý trị liệu Lê Văn Ẩn đã từng làm việc với thanh thiếu niên trong gần 30 năm từ Santa Ana, California cho biết các em bị hành hung càng lâu thì việc điều trị càng khó. Hành hung đánh đập như vậy là trauma, tức là chấn thương tâm lý. Như vậy ảnh hưởng bởi chiến tranh, bom đạn, giống như trang như vậy thôi. Nhưng mà các em còn bị càng lâu thì sẽ đi vào tiềm thức rồi vô thức. Bởi vì 14 tuổi còn phát triển về nhân cách, hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, giao tế sẽ ảnh hưởng nặng lắm. Trị liệu tâm lý là gì? Bác sĩ hay chuyên gia tâm lý sẽ ngồi xuống nói chuyện với các em này để giúp các em lấy lại niềm tin và hiểu rằng cái này là biến cố thôi, chứ không phải là mọi người xung quanh cũng là người xấu hết. Và làm sao để họ giúp các em phát triển với một sự tự tin mới. Muốn như vậy, người chuyên viên trị liệu, gia đình, bạn bè là những người lấy lại niềm tin đó cho em. Ông cũng khẳng định các em có thể vượt qua được khủng hoảng tâm lý như vậy nếu được trị liệu đúng mức. Việc này, ông nói, cần có sự phối hợp tình thương của người mẹ, người anh, người chị, thầy, cô. Anh trai của bé Duy là Trương Quang Dương, 18 tuổi, cho biết. Sau sự việc này, tôi cũng chưa nói với ba. Khi nào em được xuất viện, tôi sẽ đưa Duy về quê. Còn công việc sắp tới thế nào, tôi chưa nghĩ tới. Dương cho biết, cả hai anh em đều là nhân viên của quán bánh xèo. Dương làm ở cơ sở khác, cách quán của em trai vài km. Dương kể, nhân viên của quán đều quê Quảng Ngãi, là hàng xóm, họ hàng với chủ quán. Khi nhìn thấy những thương tích trên người em trai, Dương thấy rất xót xa. Do hai anh em làm ở hai cơ sở khác nhau, nên Dương đã không hay biết chuyện này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020 với bản tin Việt Nam chủ bạo hành trẻ em bị ăn chày đập đá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.